Nghe, con vật biểu trưng mang yếu tố huyền thoại, dũng mãnh, thiên biến vạn hóa, tượng trưng cho trí tuệ, là biến thể từ sư tử và chó dữ, có sức mạnh như chúa tể muôn loài. Khi nghe hóa rồng, biểu tượng cao cho quyền lực chính trị. Khi nghe có mình chó, thể hiện lòng trung thành. Khi nghe có đuôi vút cao, liên tưởng đến ngọc như ý. Và khi nghe đội giá sớ hay bài vị, thường toát ra vẻ cam chịu. Còn khi nghe ngậm ngọc, biểu tượng đặc đáo của sự khôn ngoan, sự suy nghĩ uốn lưỡi và lựa lời trước khi nói. Khi nghe đứng trầu, hai bên khán thờ vẻ uy nghiêm. Khi nghe đeo lục lạc hay giỡn hí cầu, thể hiện sự tinh nghịch, vui tươi. Khi nghe có lông hình xoắn ốc như trên đầu tượng Phật, người ta gọi là Phật ốc, Bụt ốc, thể hiện sức mạnh toàn năng, phi phàm. Bằng nghệ thuật tạo dáng và kỹ thuật chạm khắc tinh tế, nghệ nhân đã thể hiện những cảm thức sáng tạo và khiếu thẩm mỹ đặc sắc, nhất là khi nền văn hóa thuần Việt phục hồi sau hàng ngàn năm Bắc thuộc. Ngay từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 3, ở nước ta đã có tượng nghê đồng. Đời Lý đã có tượng nghê ở Hai Nậm Rượu. Thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, thời kỳ Chu Đậu, nghê có trong bát hương và các bình trầm hương. Với nhiều chất liệu khác nhau, nghê được tạo từ đồng, gỗ trạm đến gỗ tráng men. Ngoài ra còn có nghê đá đứng chầu hai bên cùng hai cây hương tại đền lăng của đại quan Vũ Vĩnh thời Hậu Lê năm 1660, tại Phù Mỹ Đô Lương Ân Thi, Hưng Yên. Các triều đại phong kiến Việt Nam trải qua bao biến động thăng trầm, từ thời nhà Lý cho đến cuối đời Tây Sơn thế kỷ 18, mà sự phát triển của kiến trúc đình chùa, sự giàu có của giới quý tộc trưởng giả càng đòi hỏi ngày một nhiều những phẩm vật tinh tế sinh hoạt và trưng bày gắn với thời kỳ thịnh đạt nhất của con nghê. Thời Pháp, nhiều học giả Pháp cũng đã chú ý đến con nghê qua những hình vẽ bằng bút khá thú vị. Nhiều người dễ bị nhầm lẫn giữa con nghê với con lân, một trong tứ linh. Nếu không để ý kỹ cũng khó phân biệt giữa nghê và con vật biến tấu từ sư tử và chó, cộng với sự sáng tạo của các nghệ nhân. Có thể suy luận nghê là linh vật đặc sắc của văn hóa Việt Nam, còn lân thuộc văn hóa Trung Hoa. Lân giống sư tử nhiều hơn, có sừng, thân hình tròn mập, đuôi ngắn, miệng ngậm ngọc hay ngồi chống chân lên quả cầu. Con nghê có kỳ mà không có sừng, dáng thanh, mình thon nhỏ, trông giống như dáng chó đuôi dài. Việc phân biệt này đôi khi cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số bình hương, chân đèn gốm Việt Nam thời Chu Đậu cũng có hình lân, nhìn vào thấy rõ lân, không phải nghê. Người Việt nuôi trâu cầy, nuôi chó giữ nhà và coi chúng thật gần gũi. Trong đời sống tinh thần, tổ tiên ta cần có linh vật để xua đuổi tà ma, ác quỷ, canh giữ cho gia chủ. Vì thế, chó đá được dựng lên trước mỗi cổng làng, cổng đình, cổng nhà, ngoài đầu hồi, tại
nhiều các miền quê ở miền Bắc nước ta, để bày trước điện thờ của các nhà giàu có hay các đền thờ, đình miếu, cho đá hoa linh được khắc đẽo với những chi tiết mà dần thành con nghê. Nghê có mặt trong nhà từ dân dã đến trưởng giả hay cung đình, cung điện, đền, chùa, lăng, miếu suốt nhiều thế kỷ trên các bình hương nậm rượu. Không thể thiếu nghê ở những nơi tế tự. Sau khi thống nhất Sơn Hà, nhà Nguyễn do mặc cảm hoặc thù ghét với dấu vết thời Trịnh và Tây Sơn nên đã chuộng văn hóa Trung Quốc hơn. Có lẽ thế mà cùng với việc con rồng Việt uyển chuyển thời Lý Trần Lê được thay bằng con rồng Trung Hoa, thân mật, vải to, mặt ngắn, đồ gốm tàu thay thế dần những làng nghề truyền thống, và dĩ nhiên con nghê ít được dùng, bị lai dần theo cách tạo hình con lân của Trung Hoa. Tượng nghê vỗ chạm thời Lê Bắc Bộ, ngồi trên bệ chống hai chân lên trước, dáng mình thu vươn cao, tư thế ngẩng đầu, cổ vươn, mặt hướng lên phía trên, mắt lồi, mũi nở, miệng rộng, tai có hình như tai voi, có năm vòng râu xoắn nổi, bờm tóc kết thành bốn sóng to, đang đối hai bên, ức nở, đầu, thân và đùi có trạng nổi vảy rồng, lưng khum có hình mây lửa đang mát, nhìn nghiêng chân và đùi là những tua hình mác uốn lượn sóng, bàn chân có móng vuốt, đuôi vắt từ trái sang phải. Tượng nghê gỗ chạm thời Nguyễn quỳ hai chân trước trên bệ, dáng vẻ như rình mồi với tư thế chuẩn bị phóng vút đi, lông mày xoắn chân ốc, mắt lồi mở to, có lòng trắng và con ngươi, miệng ngậm nhưng vẫn lìa hai nanh giữ, ria mép xoắn ốc, hai râu xoắn ốc dưới cằm như sư tử, mũi nở nhưng đẹp, hai tai vẩy. Tượng nghê gỗ chạm người Hoa Nam Bộ, chạm khắc đơn giản, sơn đen phủ tượng, sau đó phủ ra ngoài lớp thép vàng óng ánh. Nghê ngồi trên bệ, hai chân thu lại, đứng thẳng hai chân trước, vòng quấn cổ đeo ba lục lạc, cổ vươn cao, ngẩng đầu có ba sừng, miệng ngậm ngọc, bờm và lông trên sống lưng dựng đứng như một hàng kỳ có nhiều tua tia lửa chạy suốt từ đỉnh đầu đến sống đuôi. Ngoài ra còn có dải chấm tròn nổi. Con nghê của người Hoa Nam Bộ thế kỷ 18, các chi tiết chạm không rườm rà, ngược lại được diễn tả mượt mà, đơn giản, có nhiều hình khối được chuốt tới mức nhãn phồng, căng bóng. Đặc điểm và nét dáng con nghê này giống với chó có đầu hơi to trong đời sống thực, nơi sông nước, kênh rạch. Trong suốt quá trình khai khẩn, con chó luôn gần gũi gắn bó với người Nam Bộ nói chung, người Hoa nói riêng, dần theo năm tháng được biến thành con nghê nhờ sự gắn bó lâu đời, nên thẩm mỹ tạo hình của người Hoa Nam Bộ cũng việt hóa đơn giản, chân phương, phóng khoáng, không cầu kỳ làm điệu. Do đó, con nghê có vẻ đẹp riêng mà không bị ảnh hưởng sao chép bởi những công thức tạo hình bóng bẩy cầu kỳ như tổ tiên họ ở Trung Quốc vẫn hay làm.